Xin chào toàn thể quý hàng đã đến với kênh chuyên phân phối đất nền Megamex Trường Thành Bình Phước của Trọng Thơ nhé. Hiện tại Trọng Thơ đang đứng tại giai đoạn 2 của Megamex và trục đường này là trục đường D3 chạy thông suốt dự án nha cả nhà. Và trước mắt chúng ta là quốc lộ 14 và đây cũng là đường D1 rộng 50m. Đường D1 chạy thông từ giai đoạn 1 450 ha qua giai đoạn 2 qua khu nghiệp Megamex giai đoạn 3 2000 ha. Và hiện tại khu vực này đã được xây dựng rầm rộ, những nhà dân đang được xây dựng, những kinh doanh phòng trọ, karaoke và chợ Minh Thành hiện hữu. Trước mặt chúng ta là ba trường mầm non cấp 1, cấp 2 Minh Thành đã hiện hữu hơn 10 năm nay. Và từ vị trí này chúng ta di chuyển ra chợ Minh Thành chỉ có 150m, dân cư sống xung quanh đông đúc. Dự án của một tập đoàn lớn như BKMX đã phát triển hơn 30 năm nay trong thương trường bất động sản và đã phát triển mạnh ở Bình Dương như Vinship 1, 2, Mỹ Phước 1, 2, 3, 4, khu tái định cư Bào Bàng. Và quốc lộ 14, từ vị trí quốc lộ 14 chạy vào đây chỉ có 200m là chúng ta đã đứng ở vị trí của Trọng Thư đang quay video rồi. Và đây là siêu thị Hải Thành, và kế siêu thị Hải Thành Trọng Thư còn hai nền liền kề với diện tích 5x30 thổ cư 100% và xây dựng tự do từ 1 đến 6 tầng và giá hiện tại chỉ có 8,3 triệu trên 1m2. Hãy liên hệ cho Trọng Thư qua số điện thoại 0962 854 858 để sở hữu cho mình một trong những vị trí đẹp nhất và xin lợi nhuận nhanh nhất tại Megamex Trường Thành Bình Phước. Trọng Thơ xin chào và hẹn gặp lại. Hãy đăng ký kênh của Trọng Thơ để theo dõi những video mới nhất và cập nhật tình hình giá cả tại dự án. Chúc quý hàng đầu tư thành công cùng tập đoàn Megamex và những anh em bất động sản Centerland năm 2021 đến 2023.